25 câu nói bất hủ của huyền thoại Diego Maradona. Diego Maradona nếm trải vinh quang tột cùng và cả những đau khổ tột độ trong sự nghiệp 21 năm thi đấu. Tuy vậy, không có gì có thể làm thay đổi cậu bé vàng, ông luôn là người thẳng thắn. Diego Maradona chưa bao giờ ngại nói ra những suy nghĩ của mình, ngay cả về những sai lầm. Dưới đây là 25 câu nói bất hủ của huyền thoại bóng đá người Argentina. Khi người ta thành công là do làm việc chăm chỉ. May mắn không liên quan gì đến thành công. Tôi là Maradona, người ghi bàn, người mắc sai lầm. Tôi có thể gánh vác tất cả. Tôi có đôi vai đủ lớn để chiến đấu với mọi người. Được nhìn thấy quả bóng, được chạy theo nó, khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Mẹ tôi cho rằng tôi là người giỏi nhất, và tôi đã lớn lên để luôn tin những gì mẹ tôi nói với tôi. Khi bạn giành chiến thắng, bạn không bị cuốn theo. Nhưng nếu bạn đi từng bước với sự tự tin, bạn có thể tiến xa. Bàn thắng được ghi một chút bởi bàn tay của Chúa, một phần nữa là do cái đầu của Maradona. Ngay cả khi có một bàn tay, đó là bàn tay của Chúa, Maradona không ít lần trả lời về thắc mắc việc ông ghi bàn bằng tay ở tứ kết World Cup 1996 gặp tuyển Anh. Messi ghi bàn và ăn mừng. Cristiano ghi bàn và tạo dáng như đang đóng quảng cáo dầu gội đầu. Tôi là người da đen hoặc da trắng, tôi sẽ không bao giờ là màu xám trong cuộc đời tôi. Maradona đáp trả những chỉ trích về đội tuyển Argentina của ông vào năm 2009 trước thềm World Cup 2010 ở Nam Phi. Tiền không phải là một yếu tố thúc đẩy. Tôi làm những gì đến với tôi tại thời điểm đó. Chúa giúp những ai tự giúp mình. Khi Chúa quyết định thời điểm, tôi đoán ông ấy sẽ đến với chúng ta. Điều tôi yêu nhất ở Na Uy là các cô gái. Về nhà tôi có những nhà báo nữ béo và rậm lông. Tôi đã, đang và tôi sẽ luôn là một người nghiện ma túy. Một người dính vào ma túy phải chống chọi với nó hàng ngày. Tôi còn sống và tôi muốn tiếp tục sống. Tôi đã đợi đồng đội ôm lấy mình và không ai đến. Tôi nói với họ, hãy ôm tôi đi, nếu không trọng tài sẽ không cho phép. Mọi người ở Argentina đều có thể nhớ đến bàn tay của Chúa trong trận đấu với đội tuyển Anh ở World Cup 1986. Giờ đây, trên đất nước tôi, bàn tay của Chúa đã mang đến cho chúng tôi một vị giáo hoàng người Argentina. Tôi đã thấy cầu thủ sẽ kế thừa vị trí của tôi trong bóng đá Argentina và tên anh ấy là Messi. Cậu ấy là một thủ lĩnh và đang cung cấp các lớp học về bóng đá đẹp. Maradona nói trong bài viết Maradona ca ngợi người kế nhiệm của Christopher Davis trên Telegraph ngày 24 tháng 2 năm 2006. Nếu tôi có thể xin lỗi và quay lại và thay đổi lịch sử, tôi sẽ làm. Nhưng mục tiêu vẫn là bàn thắng. Argentina đã trở thành nhà vô địch thế giới và tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Những đứa trẻ hợp pháp của tôi là Danma và Janina. Phần còn lại là sản phẩm của tiền bạc và sai lầm của tôi. Tất cả những người chỉ trích tôi nên ăn lời nói của họ. Sẽ không có gì phải bàn cãi về việc ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từng thấy, tôi hay Pele. Mọi người sẽ nói là tôi. Khi tôi mặc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia, sự tiếp xúc duy nhất với da của tôi giúp nó đứng vững. Trận derby Manchester lớn hơn và quan trọng hơn El Clasico. Pele nên quay lại viện bảo tàng. Theo Hạo Minh, Dân Trí. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.